Quý vị đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington. Lê Ngọc và Bích Duyên xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin quý vị trở lại với chương trình Tình ca chọn lọc với sự bảo trợ thường xuyên của văn phòng luật sư Frederick J. Day. Lê Ngọc xin chào chị Bích Duyên. Bích Duyên xin chào Lê Ngọc và xin kính chào tất cả quý thính giả của Đài NV Radio tại Washington DC. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục làm một chương trình, nhưng mà hôm qua thì mình đi từ ở Huế đi Sài Gòn, thì hôm nay chúng ta bắt đầu đi sang ngoài Hà Nội để coi. Nhưng mà trong những năm tháng chúng ta xa quê hương thì chúng ta đều mơ ước một ngày chúng ta sẽ trở lại quê hương. Và bản nhạc hôm nay Bích Duyên xin thân thắng quý vị, đó là bản Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành và do ca sĩ Khánh Hà trình bày. Ngày ta
tan phai, nghẹn ngào thương nhớ em. Hà Nội ơi, để cùng say giấc mơ. Thưa quý vị, có những bản nhạc mình nghe xong và mình vẫn còn yêu thích trong rất nhiều năm. Và Bích Duyên xin thân tặng cho Hoàng Phượng là một người rất là yêu văn nghệ và nhớ quê hương. Và xin tặng cho các bạn của Hoàng Phượng là anh Lộc và Vân ở Việt Nam. Thưa bây giờ thì chúng ta lại nghe một bản nhạc cũng nói về Hà Nội. Đó là Em ơi Hà Nội, phố của Phú Quang và do ca sĩ Băng Kiều trình bày. Chương trình hôm nay thì Bích Duyên và Đình Ngọc xin thân tặng tất cả những quý vị ở Hoa Kỳ và đặc biệt là quý vị ở Âu Châu, Á Châu và Việt Nam. Ta còn em một màu xanh thơm.
hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ gieo mong và từng mái ngói xô nghiêng nào nào kỷ niệm. Chiều Hồ Tây lao sao hoài con xa, chợt hoàng hôn về từ bao giờ. Hà Nội, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa ai, vai và thưa quý vị, một nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm của nhạc sĩ Song Ngọc, để cho tất cả chúng ta sẽ thấy Hà Nội ngày tháng cũ. Hà Nội có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều, và Hà Nội ngày tháng cũ còn có những gì nữa thì xin mời quý vị đến với ca sĩ Ngọc Hạ qua nhạc phẩm Hà Nội ngày tháng cũ của Song Ngọc. Mùa bóng thương thương, nhớ hàng bao
lang thang trôi trên vỉa hè, vì đường xưa vắng ai chờ. Quý vị, nhạc sĩ Song Ngọc là người Nam, nhưng mà anh đã sáng tác cái bản nhạc Hà Nội ngày tháng cũ này thì có cảm tưởng là anh đã từng ở Hà Nội, nhưng mà nghe đầu hình như bà xã anh là người Hà Nội đó, cho nên nghe hoài nhưng mà chúng ta vẫn yêu thích. Thưa quý vị, chương trình hôm nay thì Lê Viên và Lệ Ngọc xin thân tặng cho anh chị Lê Tống Mộng Hoa, ông bà bác sĩ Ngô Trọng Thọ và Tuyết Ánh, ông bà Đinh Hồng Cường, cho Thanh Mai, Ngọc Bá, cho Kính và tất cả các anh chị em tại nhà thờ Thánh Tử Đạo ở Arlington, tặng anh Trinh và chị Thu Nguyệt cùng Lệ Thủy, anh chị Huỳnh Thị Trí, chị Kim Cô Nương ở xa nhưng chị có nghe chương trình của Bích Dương và Lệ Ngọc, và tặng cho anh Bùi Thanh Tiên và Bùi Toàn là Lưu Đắc, Huyền Phấn và Huyền Hồ. Thưa quý vị, chúng ta ai có cái radio iPad thì đều có thể nghe được chương trình của NV Radio. Thì hôm nay Bích Dương và Lệ Ngọc cũng xin trở về một bản nhạc mà lâu lắm rồi, đó là bản Đôi Mắt Người Sơn Tây. Và quý vị cũng nhớ rằng những người ở Sơn Tây thì cũng có nhiều người rất tài năng. Đó là ví dụ như ban nhạc của ban nhạc Thăng Long, rồi ban nhạc Hạc Thành. Tất cả những quý vị đó đều sinh trưởng tại thành phố Sơn Tây. Và Bích Duyên cũng xin bí mật nói với quý vị rằng ba của Bích Duyên là người Sơn Tây, mà Bích Duyên vào trong Hà Nội còn bé, thì cho nên mình thì là người Hà Nội. Thì mời quý vị cùng nghe Đôi Mắt Người Sơn Tây do ca sĩ Trần Thái Hòa trình bày.
Quý vị vừa xong bản nhạc này không phải là Trần Thái Hòa mà đó là giọng ca của anh Duy Trác. Bởi vì anh Duy Trác là ngày xưa ở khu ban cờ gần nhà của Bích Duyên, cho nên Bích Duyên nhận ngay là giọng của anh Duy Trác. Cho nên Bích Duyên xin lỗi, bản nhạc này vừa xong là do ca sĩ Duy Trác trình bày. Dạ thưa vâng, và với đôi mắt người Sơn Tây thì chúng ta đã thăm đủ hết quê hương của chúng ta cả ba miền phải không chị? Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Như vậy thì chúng ta hãy trở lại Hoa Kỳ đi chị, để gửi đến cho quý vị những cái bài hát nhạc ngoại quốc nhưng mà do ca sĩ người Việt của chúng ta hát trong những ngày cuối tuần. Vâng, thưa quý vị, một tuần nhạc rất là giá trị mà chắc trong chúng ta ai cũng phải nhớ trong bụng, đó là bản Yesterday và do ca sĩ Don Ho trình bày. Vâng, trong lúc mà Lê Ngọc đang chờ để mà có thể mời Don Ho lên thì chị Bích Duyên nghĩ như thế nào mà khi mà nói đến Yesterday, ngày hôm qua? Ngày hôm qua chúng ta có cần phải nhớ không chị? Thưa quý vị, cái bản nhạc này khi mà The Beatles đến Hoa Kỳ thì là quý vị có thể tưởng tượng rằng là các cô gái đều đi ra ngoài phi trường để mà đón, để la hét ôm sùm lên. Và mà cái bản nhạc Yesterday này để chúng ta sẽ nhớ là cái ngày hôm qua của chúng ta đã xảy ra như sao. Thì cái bản nhạc rất nổi tiếng mà chắc chắn trong chúng ta ai là người đã biết nghe nhạc thì cùng đều thích bản nhạc này. Như vậy thì ngày hôm qua dù là có buồn phiền đi thì thưa quý vị, mới hôm qua mà buồn phiền thì ngày hôm nay chúng ta hãy vui đi nha thưa quý vị. Xin mời quý vị thưởng thức với Don Ho, Yesterday. Mới hôm qua buồn phiền trong anh như đã bay đi xa, mãi đến hôm nay tim còn thấy hoan ca. Ôi lòng ngỡ như là ngày hôm qua, như trong anh tưởng chừng thời gian như đã quên không trôi, khiến chúng ta không bao giờ thấy chia phôi. Bao ngày tháng qua còn trong tim anh, bởi vì em đã muốn đi thật xa, anh nào biết gì hôm nay. Anh cố gắng quên thời gian nhưng lòng vẫn nhớ. Mới hôm qua tình yêu như muôn hoa ngất ngây trong ta, mãi đến hôm nay em dù đã đi xa, anh còn thiết tha tựa ngày hôm qua. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm.
Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta nghe một bản nhạc cũng rất hay và nổi tiếng, đó là bản nhạc Something và rất nổi tiếng do ca sĩ Don Ho trình bày. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't wanna leave her now. No, I believe in how. Đôi khi em trông sao dễ thương. Em luôn bên anh như những cô nhân tình. Nhưng đôi khi em hay giận, hay hờn. Đừng nên hờn dỗi người yêu, vì biết chẳng lòng anh đớn đau. Rồi nàng hỏi rằng về đâu mối tình, anh đâu biết. Có đâu hay. Và nàng thương thương nhìn anh những chiều dần tiếng hát quá say mê. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me. Don't wanna leave her now. No, I believe in her. Đôi khi em sợ vui, quá vui. Luôn tươi vui như đóa hoa anh đào. Nhưng đôi khi em sao rời xa rời. Đừng nên buồn bã người ơi, có anh còn yêu rất yêu. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around now, it may show. I don't know, I don't nhạc này thì có những câu rất là ý nghĩa. Tức là anh hỏi cô ta rằng là em hỏi anh là tình yêu của chúng ta chừng nào sẽ được tiến triển nhiều hơn, thì
em hãy cứ đi theo anh và cái tình sôi cái tình yêu thì tình yêu nó sẽ sôi cho chúng ta. Và bản nhạc này rất là hay và ý nghĩa. Nếu quý vị thích thì có thể mình nghe và mình có thể đọc và cho những người yêu của chúng mình cùng nghe bản nhạc này. Và để tiếp nối thì một bản nhạc cũng từ lâu rồi nhưng mà Bích Duyên cũng rất yêu thích và để thân tặng quý vị. Đó là bản You Are The Wind Beneath Of My Wings, tức là anh là ngọn gió dưới cái cánh bay của em. Và bản nhạc này sẽ đã do nữ ca sĩ Ngọc Bích, là con gái của cô Ngọc Nuôi và ca sĩ mà anh Việt Hùng, tức là hai người là cải lương nhưng mà con gái Ngọc Bích thì hát nhạc ngoại quốc rất là hay. Mời quý vị cùng thưởng thức bản nhạc. Vâng, và trước khi mà quý vị thưởng thức nhạc phẩm You Are The Wind Beneath My Wings thì quý vị biết là không có gió thì cánh sẽ không có bay được đâu. Thành thử bất cứ mà mỗi khi mà quý vị cần đến những cái dịch vụ mà liên quan đến vấn đề di trú rồi bảo lãnh cho thân nhân, quý vị cứ hãy gọi ngay cho chị Bích Duyên, và chị Bích Duyên ở ngay trong văn phòng của luật sư Frederick J. Day ở số điện thoại 703-599-6043, 703-599-6043. Và mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm, và nhạc phẩm này cũng là nhạc phẩm cuối cùng chia tay với quý vị với nữ ca sĩ Ngọc Bích, You Are The Wind Beneath My Wings. Tình anh như cánh chim sẽ luôn luôn không rời, cùng em tia nắng mai kia mà ai không phải. Cuộc sống mong manh tình mình thâm sâu, biết không anh, chúng ta có nhau muôn đời có nhau. Tình anh tươi sáng khi thế nhân luôn ưu sầu. Đời em như nhánh sông vẫn lòng đồng, vẫn luôn thiết tha cho dù đơn đau, dẫu thương đau. Chúng ta sẽ luôn tươi cười nhé. Và anh ơi biết chăng có em thật yêu người, nguyện luôn có anh sẽ vui biết bao. Ta như có mây sẽ trôi đến phương nào, anh sẽ giữ em ngọn sóng. Sẽ yêu em luôn luôn chung tình, tình anh em sẽ chôn sâu đáy tim, tình sẽ luôn thắm xin ân tình thắm xin. Có em tin người, chúng ta có nhau không rời nữa đâu. Và anh ơi biết chăng có em thật yêu người, nguyện luôn có anh sẽ vui biết bao. Ta như gió mây sẽ trôi đến phương nào, anh sẽ giữ em ngọn sóng. Must have been colder in my shadow to never have sunlight on your face.
You were content to let me shine. That's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, why you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I wish I could be. I can fly higher than an eagle. You are the wind beneath my wings. It might have appeared to go and know that I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. Did you ever know? Quý vị, chương trình nhạc Trần Lộc của Bích Duyên và Lê Ngọc tới đây chúng tôi xin tạm ngưng và chúc quý vị một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.